đường sắp qua. May là nắng cho nhỉ. Đấy là nắng ấy, không mưa thì vứt mồm. Thích còi mà. Không biết đi đường là luôn hết rồi, hết người rồi. Ai biết đâu. Mà dũng cũng hết rồi. Đường của mình hết đúng không? Nhà nhà Hạnh hết rồi à? Cái đầu cái tăng lăn gì đây? Tăng lăn là chưa về. Mình tăng lăn rồi. Đang ngồi ở nhà này. Ui. Đang phát trực tiếp. Con đường điện thoại. Đi thôi. Đi coi mà. Đi xe. Đường của nhà mày à. Đã thiệt đi. Thích coi. Để nó sẽ cả chim đi á. Mà mồm. Hết giả. Chắc ông thí về giả. Đếm chơi khôn hê. Con trâu điên. Điên đâu, con này 3-4 cô chục đấy, cũng sao được cả. Mùa sát sát mới lên được. Ít. Cố lên. Được, lên. Ôi, cái tàn xuống. Bộ ở nhà này. Bên này chưa bẻ. Hả? Mình xong rồi, mấy ít người quá. 4-5 người thôi. Ui. Tí nữa thì say rượu. Âu. Đây là chọc khá này. Hai bao đấy, mà rút nữa thôi. Đây có đầu của lóc à? Biết là 9 giờ à? Biết tầm 9 giờ nỉ. Bia, mày tháo tủ lạnh. Cái gì đấy? Lấy kia xem có bao không, Thái? Bọc ngô to chưa? Quá to này. Tí này mà bẻ mày. Tôi mất ngày. 5:30 rồi cả nhà, xong rồi. Mình về rồi. Nắng quá, 5 giờ rồi, về thôi, 5:30 rồi. Đi về đây. Bà Dung vlog này này. Mặt trời sắp xuống núi rồi cả nhà. Mày về tối uống rượu. Mày làm món vitamin gâu gâu nhá.
đường này. Con này đường này sắp thành đường huyền thoại rồi. Biết tương lai có đổ bê tông không? Rồi chó ở nhà nhá. Rồi. Dạ dày. Vitamin go go cả nhà. Đây vitamin go go để hấp ở nhà nhá. Đây là rồi. Nhưng mà đây dưa bận đây cả nhà. Con này hơi mỡ ăn ngon. Đây đang ngồi nướng này, ngồi nếp nướng này. Kháng ăn thịt gâu gâu không? Kháng. Ăn thịt gâu gâu không? Không. Không ăn gì? Ăn gì? Không ăn thịt thịt gì? Thịt gâu. Ăn thịt gâu gâu chứ. Vitamin gâu gâu này cả nhà, toàn gâu gâu thôi. Gâu. Quả ớt này to. Ngon chưa? Có ngon. Mà nhà em cũng được rồi. Má đầy vào uống xong được à? Ông khó chưa? Ma thương. Uống. Thì bao dương. Đây hôm nay hôm chú bẻ ngô ở nhà đây. Thì xin mất một con gâu gâu tầm 15-20 cân. Đi cho tôi lên này là tập móng tay này thì chết à. Này, mày ở nhà nhá. Mày chó. Bắt bột này mày đang nóng này. Chết to rồi. Chứ mình phải đến đâu được, mình béo, mình đi phải đây. Cái này cái gì bán thế hả?
Nói chung là đi tìm lá mơ ở nhà này. Lá mơ à? Thịt chó không có lá mơ thì ăn cái gì nhỉ bà Dung nhỉ? Thịt chó phải có lá mơ. Hôm nay là sai sót là và chủ nhà hơi ít lá mơ ở nhà. Hơi ít lá mơ. Đây rượu mận đây này. Con này thì đây. Nghe chưa?